Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần, ngày 25 tháng 3 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị tuần lễ mới thật nhiều niềm vui và xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Cảnh giác với chiêu thức mới gây sao lãng để ăn cắp đồ ở Orange County, miền Nam California Sư tử núi tấn công khiến người anh chết, em trai bị thương ở miền Bắc California. Bỏ súng vào hộp cơm cho con đi nhà trẻ, người mẹ Frida bị truy tố. Lừa dối bạn đời là một tội ở New York, đạo luật 1907 cuối cùng có thể bị thu hồi. Bão tuyết giáng xuống vùng Đông Bắc, khoảng 360.000 ngôi nhà bị cúp điện. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tính sai tiền giúp đỡ tài chánh của hơn 200.000 sinh viên số lượng người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trong tháng 2 tăng cao kỷ lục. Cựu Tổng thống Obama gặp riêng Tổng thống Biden và lo lắng cựu Tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử năm 2024. Biện lý Willis nói về mối quan hệ lãng mạn của bà, tôi chưa làm điều gì bất hợp pháp và chuyến xe lửa, y nói vụ truy tố vẫn đang chạy tới. Đảng Dân Chủ tại Hạ viện lên tiếng sẽ bảo vệ Chủ tịch Mike Johnson nếu gói viện trợ Ukraine được thông qua. Ứng cử viên Thượng viện Ohio Bernie Moreno nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của người Tây Ban Nha. Nữ dân biểu Lauren Boebert nói, người ta nói tôi giống bà Pelosi quá, vậy tôi cần phải xài Botox. Tin tức mới nhất về giá vàng của ngày hôm nay. Vụ khủng bố ở Moscow của Nga, tất cả nghi phạm đều là công dân ngoại quốc. Người đàn ông ở Anh Quốc dùng fentanyl đầu độc hai vợ chồng sau khi lấy được lòng tin theo dõi cái chết qua điện thoại. Đại sứ Nga tại Mỹ nói, Hoa Kỳ không thông báo cho đại sứ quán Nga tin tức Mỹ có về khủng bố tấn công. Mỹ hứa giúp Nga điều tra vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Hamas nói rằng thêm một con tin Israel chết vì đói và thiếu thuốc tây. Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau khi IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Nga giáo sư y khoa đòi từ chức, y tế của Nam Hàn rơi vào đợt khủng hoảng mới. Theo dữ liệu chính phủ Nhật Bản, quá hạn thị thực, người Việt Nam là đông nhất. Philippines và Trung Quốc đụng độ ở Biển Đông, lo ngại, lôi kéo Hoa Kỳ. Tên Việt Nam nói láo quen biết với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, một người phụ nữ ở Sài Gòn đã lừa hơn 330.000 đô la. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, cảnh giác với chiêu thức mới gây sao lãng để ăn cắp đồ ở Orange County, miền nam California. Cảnh sát khuyến cáo công chúng cảnh giác với chiêu thức mới gây sao lãng để ăn cắp đồ, distraction theft, giữa lúc ba nghi can đang lẫn trốn ở Orange County, theo KTLA ngày 22 tháng 3. Vụ ăn cắp đầu tiên xảy ra tại cửa tiệm Home Goods ở Orvai vào ngày 17 tháng 2. Khi đang coi đồ trong một cửa tiệm, một người phụ nữ bị người khác ăn cắp bóp tiền trong giỏ sách rồi tẩu thoát mà không biết. Sau đó nghi can dùng thẻ ngân hàng ăn cắp của nạn nhân để mua thẻ quà tặng, mua hoa và nước uống tại cửa hàng gần đó. Video từ camera an ninh cho thấy nghi can ôm bó hoa ra khỏi cửa tiệm. Hồi tháng 1 thì một người khác cũng bị gây sao lãng rồi ăn cắp thẻ ngân hàng, sau đó hai nghi can dùng thẻ đó rút khoảng 3.400 đô la trong trường một ngân hàng của nạn nhân, cảnh sát cho biết. Camera an ninh của ngân hàng đã chụp được hình hai nghi can đó. Trong những vụ ăn cắp kiểu này, nghi can thường nhắm đến những khách hàng thiếu cảnh giác. Chiêu thức của bọn trộm cướp này là thường hỏi chuyện đánh lạc hướng những người nạn nhân bằng cách khác để đồng bọn lén ăn cắp đồ của nạn nhân. Họ thường cố gắng làm cho nạn nhân không biết mình bị ăn cắp đồ cho tới khi tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiêu thức mới này thường xảy ra ở các cửa hàng địa phương hoặc khu mua sắm đông người. Tính tới ngày thứ Sáu, ba nghi can ăn cắp đồ ở vai vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát kêu gọi, ai biết những tin tức liên quan đến vụ việc này, xin hãy gửi email cho thi org Sư tử nối tấn công khiến người Anh chết, em trai bị thương ở miền Bắc California. Thanh niên 21 tuổi đã thiệt mạng và người em trai 18 tuổi bị thương sau khi con sư tử núi tấn công hai anh em vào chiều thứ Bảy 23 tháng 3, theo đài KTOL 5. Vụ tấn công xảy ra khoảng 1 giờ chiều ở Georgetown, cách Sacramento khoảng 50 dặm về phía đông bắc, theo Sở Cảnh sát El Dorado County. Chàng trai 18 tuổi đã kịp kêu cứu sau khi bị tấn công khi cùng anh trai của mình đi săn nai. Cảnh sát cho biết người em đã bị sấn thương ở vùng mặt chàng trai cũng đã bị lạc anh trai của mình, người mà đội cấp cứu ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm khi họ vừa tới nơi. Các nhân viên cấp cứu cuối cùng đã tìm thấy con sư tử núi đang cúi mình gần chàng trai 21 tuổi. Cảnh sát đã bắn vào con thú, sau đó nó bỏ chạy khỏi khu vực. Các giới chức đã vội vã tới cấp cứu cho nạn nhân, nhưng người nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát cho biết thêm, người em 18 tuổi được đưa đến bệnh viện với tình trạng ổn định. Những người quản lý và những người đánh bẫy từ quận và tiểu bang đã có thể tìm thấy con sư tử núi và đuổi nó đi. Các nhà chức trách quận hạt và tiểu bang đã kêu gọi những nhân viên kiểm lâm và thợ săn truy lùng những con thú để ngăn ngừa hậu quả. Theo giới chức về động vật, một khi giả thú tấn công người, chúng có chiều hướng lặp lại hành vi đó. Theo sở cảnh sát Eldorado County, vụ tấn công chết người gần đây nhất do sư tử núi xảy ra ở khu vực này là vào khoảng 30 năm trước, vào năm 1994, khi một người phụ nữ tên là Barbara Sauner, 40 tuổi, đang chạy trên một con đường mòn xung quanh khu vực khu cool, 12 dặm về phía tây của vùng Chalktown. Cuối năm ngoái, một con sư tử núi đã tàn phá Lumis, cách Chalktown khoảng 20 dặm về phía tây và đã giết chết nhiều gia súc của người dân. Bỏ súng vào hộp cơm cho con đi nhà trẻ, người mẹ Florida bị truy tố. Người phụ nữ đã bị truy tố sau khi nhân viên nhà trẻ thấy khẩu súng trong hộp cơm của con trai bà, theo Fox News ngày thứ năm 21 tháng 3. Bà Shani Davis, 39 tuổi, bị truy tố một loạt tội gồm để trẻ em lấy được súng và bỏ bê trẻ em sau khi nhân viên nhà trẻ Jackson Daycare Center ở Riviera Beach thấy khẩu súng lục lót 43 trong hộp cơm đứa con trai 2 tuổi của bà. Theo hồ sơ cảnh sát, toàn bộ nhân viên nhà trẻ rất lo lắng khi thấy khẩu súng. Nhiều phụ huynh khác cũng hoảng hồn sau khi biết sự việc. Đài WPEC đã đưa tin. Bà Davis đã xác nhận với điều tra viên rằng khẩu súng đó là của bà và bà thường cất súng vào hộp đựng găng tay trên xe. Sở cảnh sát Riviera Beach, RVPD cho hay, tuy nhiên sau khi xảy ra vài vụ đột nhập tại chung cư nơi bà Davis sinh sống, bà đem khẩu súng vô nhà Tối ngày 14 tháng 3, bà đã lấy khẩu súng bỏ vào hộp cơm của con trai để đem vô nhà vì bà khai với cảnh sát bà không đem theo dõi sách, theo hồ sơ tòa án. Bà cho hay là sáng ngày hôm sau, bà quên lấy súng ra khỏi hộp cơm. Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhà trẻ, cảnh sát đã lập tức tới nơi, sau đó bà Davis đã bị bắt. Nhưng theo hồ sơ của sở cảnh sát Palm Beach County, bà nộp tiền thế chân tại ngoại rồi được thả ra vào ngày 15 tháng 3. Theo Đài Telemundo Miami, chủ nhà trẻ không muốn truy tố bà Davis, tuy nhiên văn phòng công tố của tiểu bang Florida đã quyết định truy tố bà. Lừa dối bạn đời là một tội ở New York, đạo luật 1907 cuối cùng có thể bị thu hồi. Trong hơn một thế kỷ, việc lừa dối người phối ngẫu của mình là một tội ở New York, nhưng ngoại tình có thể sớm trở thành hợp pháp ở tiểu bang này nhờ một dự luật đang được thông qua tại Quốc hội tiểu bang để có thể cuối cùng thu hồi đạo luật hiếm khi được sử dụng, nhưng nếu bị áp dụng có thể bị phạt tới 3 tháng sau song sắc nhà tù. Lệnh cấm ngoại tình vẫn còn được áp dụng ở một số tiểu bang trên khắp nước Mỹ, mặc dù cáo buộc cũng hiếm và việc kết án thậm chí còn hiếm hơn. Theo truyền thống, lệnh này được ban hành để giảm số vụ ly hôn vào thời điểm mà người phối ngẫu lừa dối là cách duy nhất để bảo đảm sự chia rẽ hợp pháp ngoại tình là một tội nhẹ ở New York kể từ năm 1907, được định nghĩa trong bộ luật tiểu bang là khi người quan hệ tình dục với người khác vào thời điểm ông ta có người phối ngẫu còn sống hoặc người kia còn người phối ngẫu còn sống. Chỉ vài tuần sau khi luật này có hiệu lực, một người đàn ông đã có gia đình và một người phụ nữ 25 tuổi là những người đầu tiên bị bắt theo luật mới sau khi vợ của người đàn ông đó để đơn ly hôn. Theo một bài báo của New York Times vào thời điểm đó, theo dân biểu Charles Levin, người bảo trợ cho dự luật kháng cáo lệnh cấm, chỉ có khoảng một chục người bị buộc tội theo luật của New York kể từ năm 1972, và trong số đó chỉ có 5 trường hợp bị kết án. Các buộc ngoại tình cuối cùng ở New York dường như đã đề trình vào năm 2010 đối với một người phụ nữ bị bắt quả tang đang thực hiện trong công viên công cộng, nhưng sau đó các buộc này đã bị hủy bỏ như một phần của thỏa thuận nhận tội. Ông Lavin đã nói rằng đã đến lúc phải loại bỏ luật này vì nó chưa bao giờ được thực thi và vì các công tố viên không nên đầu sâu vào những gì người lớn sẵn sàng làm sau cánh cửa đóng kín. Ông nói điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả và chúng ta đã đi được một chặng đường dài kể từ khi mối quan hệ thân mật giữa những người lớn đồng tình bị coi là vô đạo đức. Đó là một trò đùa. Luật này là thể hiện sự phẫn nộ về mặt đạo đức của ai đó. Dự luật thu hồi lĩnh cấm của New York đã được Hạ viện thông qua và sẽ sớm được Thượng viện thông qua trước khi nó chuyển đến văn phòng của thống đốc ký thành luật. Hầu hết các tiểu bang vẫn còn luật ngoại tình đều phân loại chúng là tội nhẹ, nhưng Oklahoma, Wisconsin và Michigan xem tội ngoại tình là trọng tội. Một số tiểu bang bao gồm Colorado và New Hampshire đã tiến hành thu hồi luật ngoại tình, sử dụng những lập luận tương tự như dân biểu Levin. Bão tuyết dán xuống vùng đông bắc, khoảng 360.000 ngôi nhà bị cúp điện. NBC News cho biết ngày chủ nhật 24 tháng 3 vào lúc 6 giờ sáng ngày chủ nhật, hơn 197.000 gia đình ở Maine và 81.000 gia đình ở New York và 73.000 gia đình ở New Hampshire không có điện theo trang PowerOutage.us, nơi tổng hợp dữ liệu tình trạng điện lực. Ông Robert Buxton, giám đốc Ủy ban Nội an và Quản lý Khẩn cấp của Bộ An toàn New Hampshire cho biết, hãy giữ an toàn cho bạn và gia đình nếu bị cúp điện. Các đội sửa chữa đang làm việc để khôi phục tình trạng cúp điện của chúng ta. Vào ngày Chủ nhật, cảnh quay cho thấy vùng Đông Bắc phủ đầy tuyết, cây đổ ở thành phố New York, nhiều con đường và đường xa lộ trong khu vực đã bị ngập lụt. Các chuyến đến của phi trường quốc tế John F Kennedy International Airport bị trễ trung bình 3 tiếng đồng hồ tính tới 5 giờ chiều. Theo cục hàng không liên bang, phi trường LaGuardia cũng gặp phải tình trạng chậm trễ trong các chuyến bay đến và đi ở những nơi khác một cơn bão di chuyển nhanh trút tuyết xuống khắp các vùng phía bắc của New England. Hơn 30 triệu người từ phía bắc của Rockies và vùng thượng Trung Tây Upper Midwest và vùng trung tâm Great Lakes đến New England đã được cảnh báo tình trạng thời tiết mùa đông. Sẽ có tuyết rơi nhẹ tới trung bình ở vùng thượng trung tây tới ngũ đại hồ, nơi dự báo sẽ có tuyết từ 2 tới 7 inch. Các cơ quan khẩn cấp men cho biết Cơn bão mang đến lượng tuyết lớn nhất trong mùa và kêu gọi người lái xe phải thận trọng. Cảnh báo tuyết cũng đã được ban hành cho các khu vực ở Đồng Bằng và Thượng Trung Tây khi một cơn bão tuyết mùa xuân mạnh mẽ nhanh chóng phát triển và mạnh lên, tàn phá khu vực với gió giật mạnh và tuyết dày có thể ảnh hưởng đến việc đi lại trong khu vực trong thời gian tới một vài ngày. Những ảnh hưởng có thể xảy ra trên các đường xa lộ, xa lộ liên tiểu bang 80 qua Nebraska, xa lộ liên tiểu bang 90 ở South Dakota và thậm chí cả phần của xa lộ liên tiểu bang 35 từ Iowa đến Minneapolis vì tốc độ tuyết rơi có thể đạt 1 đến 2 inch mỗi tiếng kèm theo sấm sét. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tính sai tiền giúp đỡ tài chính của hơn 200.000 sinh viên. Bộ Giáo dục đã phát giác ra lỗi tính toán trong hàng trăm ngàn đơn xin giúp đỡ tài chính, FAFSA mà sinh viên gửi cho các trường đại học trong tháng này và sẽ cần phải sửa lại đơn đây là sai lầm tiếp nối hàng loạt lỗi sai khác và đe dọa đình trệ tiến trình ghi danh đại học trong năm nay theo AP hãng được chính phủ liên bang thuê tính sai công thức giúp đỡ tài chính cho hơn 200.000 sinh viên. Bộ Giáo dục cho biết ngày thứ Sáu 22 tháng 3, số liệu này đáng lý ra sẽ được gửi cho các trường đại học nhằm giúp họ chuẩn bị các khoản giúp đỡ tài chính. Nhưng giờ đây, vì trục trặc này mà cần phải tính toán lại. Ngay cả khi Bộ Giáo dục đang giải quyết hơn 4 triệu đơn xin giúp đỡ tài chính khác còn đang tồn động. Một tuyên bố từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho biết, vấn đề này sẽ không ảnh hưởng tới 1 triệu 300 ngàn đơn ghi danh có số liệu đúng và sẽ bàn giao cho các trường đại học trong tháng này. Các viên chức cho biết họ đã sửa xong lỗi tính toán này và điều này sẽ không ảnh hưởng tới các hồ sơ trong tương lai. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu sinh viên nếu có đã nhận được hồ sơ giúp đỡ tài chính bị làm sai số liệu, vì Bộ Giáo dục chỉ vừa bắt đầu gửi hồ sơ trong hai tuần qua thời điểm các trường đại học nhận được hồ sơ thường phải mất vài tuần để gom lại cho đầy đủ các khoản giúp đỡ tài chánh sinh viên ghi danh vào trường đại học phải chờ đợi thêm trong năm nay trong lúc bộ giáo dục dò xét lại đơn xin giúp đỡ sinh viên liên bang miễn phí Mẫu đơn này được gọi là FAFSA, được dùng để xác định sinh viên nào hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp Pell từ liên bang. Đồng thời các trường đại học và tiểu bang cũng áp dụng mẫu đơn này để trợ cấp tài chính của riêng họ dành cho sinh viên. Trong lúc chờ Bộ Giáo dục sửa chữa hồ sơ của những sinh viên bị sai số liệu, họ khuyến khích các trường đại học hãy tự tính toán và đưa ra khoản tiền giúp đỡ dự định những người ủng hộ lo ngại rằng sự hỗn độn trong chiến dịch giúp đỡ sinh viên năm nay có thể ngăn cản sinh viên vào đại học đặc biệt là những người mà tiền bạc là một phần quan trọng trong quyết định của họ những thành viên của đảng cộng hòa ở thượng viện đang yêu cầu một buổi lấy lời khai với bộ trưởng giáo dục miguel cardona để thảo luận về mối lo ngại nghiêm trọng của họ liên quan đến việc điều hành đơn fafsa biểu mẫu FAFSA mà ai cũng biết là rườm rà nằm trong chính sách đại tu vào năm 2020 thông qua lực lượng đảng tại quốc hội đạo luật hứa hẹn sẽ đơn giản hóa mẫu đơn giảm từ 100 câu hỏi xuống còn dưới 40 đồng thời đạo luật cũng sửa đổi những công thức căn bản về giúp đỡ sinh viên hứa hẹn sẽ giúp thêm được nhiều sinh viên có lợi tức thấp Mẫu đơn FAFSA thường được chuẩn bị sẵn cho sinh viên ghi vào tháng 10, nhưng Bộ Giáo Dục chỉ vừa phát hành mẫu đơn vào cuối tháng 12. Ngay cả thời điểm đó, Bộ Giáo Dục vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu giải quyết các mẫu đơn để gửi cho các tiểu bang hay là trường đại học. Mọi việc chỉ vừa khai triển trong tháng này. Số lượng người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trong tháng 2 tăng cao kỷ lục. Dữ liệu từ quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP cho thấy số lượng người nhập cư bất hợp pháp mà họ bắt gặp giữa các cảng nhập cảnh hoặc những người trình diễn với các quan chức quan thuế trong tháng 2 đã tăng lên mức cao nhất so với bất cứ tháng 2 nào được thấy trước đó. Theo dữ liệu của CBP công bố ngày 22 tháng 3, có tới 140.644 vụ bắt gặp người nhập cư bất hợp pháp giữa các cảng nhập cảnh dọc biên giới phía Tây Nam, không tính những người cố gắng tránh né việc bị bắt giữ. Đây là con số cao thứ hai trong bất cứ tháng 2 nào được thấy ngoại trừ năm 2022 khi 159.170 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt khi vượt biên giữa các cảng nhập cảnh. Trong khi đó có tổng cộng 189.922 vụ bắt giữ trong tháng 2. Con số này gồm cả những người đã trình diện với các cơ quan tại cảng nhập cảnh. Đây là con số cao nhất trong tháng 2 được thấy. Con số này gồm 42.100 người đã trình diện tại các cảng nhập cảnh với những cuộc hẹn thông qua ứng dụng CBP One, ứng dụng mà chính phủ tổng thống Biden coi là sự mở rộng con đường hợp pháp để di cư vào Hoa Kỳ nhưng là là một cách mà các nhà phê bình cho rằng vẫn nên được coi là nhập cư bất hợp pháp. Ông Mark Kikorian, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư CIS, đã lập luận rằng ứng dụng CPP-1 cho phép những người nhập cư bất hợp pháp về căn bản là lên lịch nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Tổng trưởng lý Texas Ken đã kiện chính phủ tổng thống Biden về việc sử dụng ứng dụng này theo quy tắc tị nạn được thông qua gần đây nhằm hợp lý quá quy trình phê chuẩn trước đó đối với những người có thể bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ông Paston cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 23 tháng 5 năm 2023, chính phủ tổng thống Joe Biden đã cố gắng tạo nên ứng dụng cho điện thoại này với mục tiêu phê chuẩn trước một cách bất hợp pháp nhiều người ngoại quốc hơn đi vào quốc gia này và đến nơi họ muốn khi vào đây. Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ việc sử dụng ứng dụng CBP One, trong đó CBP gọi đây là một thành phần quan trọng trong cố gắng của DSS nhằm khuyến khích những người không phải là công dân sử dụng con đường hợp pháp, an toàn, nhân đạo và có trật tự. Cựu Tổng thống Obama gặp riêng Tổng thống Biden và lo lắng cựu Tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử năm 2024. Cựu tổng thống Barack Obama từng gặp riêng tổng thống Biden ít nhất hai lần và bày tỏ lo ngại ông Biden không thể thắng cuộc bầu cử 2024, theo tạp chí Time vào ngày thứ Năm 21 tháng 3. Vào tháng 6 năm ngoái, thì ông Obama đã gặp ông Biden để cảnh báo về cơ hội tái đắc cử của ông Biden. Ông Obama khuyên ông Biden phải quyết liệt hơn và biến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới thành một cuộc trưng cầu dân ý về cựu tổng thống Donald Trump. Trong bữa ăn trưa riêng tư, ông Obama đã nói với ông Biden rằng chiến dịch tranh cử của ông không ổn định sẽ khó thuyết phục được những cử tri không hài lòng và sẽ khó thắng ông Trump hơn năm 2020. Một giới chức dân chủ biết buổi thảo luận này cho hay, mặc dù lúc đó ông Obama tin rằng ông Biden sẽ nhớ lời khuyên của ông ấy, nhưng 6 tháng kế tiếp, ông Obama thấy rằng chiến dịch tái tranh cử của ông Biden chẳng có gì thay đổi. Lần này ông Obama đưa ra thông điệp khẩn cấp hơn. Ông bày tỏ lo ngại chiến dịch tái tranh cử này chậm trễ xây dựng đội ngũ ra ngoài thực tế, mà lại mắc kẹt vì ông Biden khăng khăng dựa vô nhóm cố vấn thiển cận chỉ quanh quẩn trong tòa bạch ốc, theo giới chức đảng Dân Chủ cho biết. Ông Obama đã nói với Tổng thống Biden, nếu ông Biden không thay đổi, đáng kể chiến dịch tái tranh cử Cựu tổng thống Donald Trump có thể sẽ thắng 7 tiểu bang quan trọng. Nếu điều đó xảy ra, cựu tổng thống Donald Trump sẽ bảo đảm tái đắc cử. Năm 2020, tổng thống Joe Biden đắc cử nhờ thắng sát sao 5 tiểu bang quan trọng: Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, cả năm tiểu bang mà cựu tổng thống Donald Trump từng thắng năm 2016. Biện lý Willis nói về mối quan hệ lãng mạn của bà: "Tôi chưa làm điều gì bất hợp pháp và chuyến xe lửa ý nói vụ truy tố vẫn đang chạy tới. Bà Fanny Willis cảnh báo rằng chuyến xe lửa đang chạy tới trong vụ truy tố cựu tổng thống Donald Trump trong thách thức kết quả bầu cử 2020 tại Georgia, bất chấp những vụ việc xảy ra làm chậm vụ án trong bối cảnh phát hiện ra mối quan hệ lãng mạn một thời của bà với cựu công tố viên đặc biệt. Bà Willis tránh bị loại khỏi vụ án sau khi chỉ định bạn trai cũ của bà vào chức công tố đặc biệt cho biết quá trình kéo dài hàng tuần trình bày chi tiết để làm sáng tỏ về mối tình của bà không làm hư hỏng vụ án chính vì nhóm của bà vẫn đang tiếp tục làm việc bà nói vào ngày thứ bảy rằng trong khi điều đó đang diễn ra chúng tôi đã viết những bản tóm tắt phản hồi chúng tôi vẫn đang giải quyết vụ việc theo cách cần phải làm tôi không cảm thấy như chúng tôi đã bị chậm lại chút nào Tôi thật sự nghĩ rằng đã có những cố gắng để làm chậm đoàn xe lửa này, nhưng chuyến xe vẫn chạy tới. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà cho biết, bà không cảm thấy mình phải lấy lại danh tiếng sau vụ bê bối. Hãy nói cho rõ ràng, tôi không có gì xấu hổ vì bất cứ điều gì mình đã làm. Bạn biết đấy, tôi đoán tội ác lớn nhất mà tôi có là mối tình với một người đàn ông, nhưng đó không phải là điều khiến tôi thấy xấu hổ và tôi biết mình chưa làm gì bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ tại Hạ viện lên tiếng sẽ bảo vệ Chủ tịch Mike Johnson nếu gói viện trợ Ukraine được thông qua. Đảng Dân Chủ vốn đã giúp phe lập pháp bảo thủ của đảng Cộng Hòa trước phế cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào năm ngoái cho biết vào ngày thứ Sáu rằng họ có thể bảo vệ Chủ tịch Mike Johnson nếu ông thông qua cuộc bỏ phiếu xoay quanh gói viện trợ cho Ukraine. Theo Reuters, sự lên tiếng của đảng dân chủ được đưa ra sau khi dân biểu Majority Telekian đưa ra đề nghị yêu cầu trước phế ông Johnson sau khi ông Johnson thông qua dự luật chi tiêu lưỡng đảng trị giá 1,2 ngàn tỷ đô la cần thiết để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần vào nửa đêm. Ông Johnson đã từ chối cho phép gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la được bỏ phiếu tại Hạ viện, nhưng đã hứa sẽ giải quyết viện trợ cho Ukraine khi các nhà lập pháp trở lại sau kỳ nghỉ hai tuần vào tháng 4. Một số nhà lập pháp đảng Dân Chủ hy vọng đề nghị trước phê ông Johnson của bà Green sẽ khuyến khích ông đi theo con đường lưỡng đảng hơn với sự bảo vệ của họ ứng cử viên thượng viện ohio bernie moreno nói rằng cựu tổng thống donald trump sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của người tây ban nha trong một cuộc phỏng vấn trên Sunday Morning Future của Fox News, Maria Bartiromo đã hỏi Marino về một cuộc thăm dò gần đây của New York Times Siena College cho thấy sự ủng hộ của cựu tổng thống Trump đối với các cử tri người Mỹ gốc Tây Ban Nha vượt xa tổng thống Joe Biden với 46% cử tri gốc Tây Ban Nha được khảo sát ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và 40% ủng hộ tổng thống Biden. Tổng thống Biden đã giành được nhiều cử tri gốc Latino hơn trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Ông Moreno trả lời rằng, tôi nghĩ cuộc thăm dò đó hoàn toàn chính xác. Tôi nghĩ Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của người gốc Tây Ban Nha. Moreno, người đã giành chiến thắng trong cuộc đua sơ bộ tại Thượng viện của Đảng Cộng Hòa vào tuần trước sau khi nhận được sự tán thành của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết. Moreno là người nhập cư khi còn nhỏ từ Nam Mỹ, cho biết là ông nghĩ cử tri gốc Tây Ban Nha phần lớn tin tưởng cựu tổng thống Donald Trump hơn trong việc giải quyết về vấn đề nhập cư, điều mà Morino cho rằng sẽ được phản ánh trong các cuộc thăm dò vào tháng 11. Như bạn đã biết, tôi đến đây từ Colombia, Nam Mỹ, nơi tôi sinh ra một cách hợp pháp để xem Biden và Ciro Brown, đảng Dân Chủ Ohio, thưởng cho những người vi phạm luật pháp của chúng ta đến quốc gia này thật đáng phẫn nộ." trên hết tội ác và hỗn loạn do nhập cư bất hợp pháp gây ra chủ yếu ảnh hưởng đến cộng đồng người gốc tây ban nha moreno tiếp tục chỉ trích tổng thống biden người mà ông cho rằng những chính sách của ông đã làm trầm trọng thêm tình hình ở biên giới phía nam những người di cư phát ốm và mệt mỏi khi bị lạm dụng và chứng kiến tổng thống biden gây ra những cái chết lớn nhất cho người gốc tây ban nha Thực tế là có những người di cư đang vượt biên sang Mexico để vào Mỹ và bị hãm hiếp và bị giết chết. Và tất cả những điều đó là kết quả của chính sách của Tổng thống Biden. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đã tìm cách thay đổi quan điểm của công chúng về chính sách nhập cư để thu hút lá phiếu. Nữ dân biểu Lauren Boebert nói, người ta nói tôi giống bà Pelosi quá, vậy tôi cần phải xài Botox. Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bị nữ dân biểu Lauren Boebert giễu cợt về ngoại hình. Bà cho biết vào ngày thứ Sáu rằng gần đây bà đã bị một nhóm sinh viên tại Capitol nhằm với cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà đưa ra những xét này trong một buổi phát trực tiếp trên nền tảng Rumble khi bà phản đối việc thông qua dự luật tài trợ chính phủ trị giá 1,2 ngàn tỷ đô la. Bà kể lại câu chuyện nói rằng nhóm sinh viên đã nói, nè, đó là Nancy Pelosi. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh là tôi. Giống như, ôi chúa ơi, tôi cần một ít Botox. Tôi không nghĩ mình từng bị xúc phạm đến như vậy trong đời. Bà Lauren Bobert đang phải đối mặt với một cuộc chiến tái tranh cử khó khăn ở địa hạt 4 của tiểu bang Colorado, một chiếc ghế bảo thủ hơn địa hạt 3 mà bà hiện đang đại diện. Sau khi người chiếm giữ chiếc ghế này, dân biểu thuộc đảng Cộng hòa Bất tuyên bố đột ngột từ chức trong tháng này. Một cuộc bầu cử đặc biệt để lắp chỗ trống của Bất sẽ diễn ra cùng lúc với cuộc bầu cử sơ bộ toàn nhiệm kỳ vào ngày 25 tháng 6 và những người trong đảng Cộng hòa sẽ chọn một ứng cử viên vào ngày 28 tháng 3. Bà Buber cho biết bà không có ý định tự mình tham gia cuộc bầu cử đặc biệt, vì nó sẽ kích hoạt một cuộc bầu cử đặc biệt khác ở địa hạt 3. Điều đó làm tăng khả năng những người trong đảng có thể chọn một trong những đối thủ chính hiện tại của bà để đưa vào chiếc ghế trong cuộc bầu cử đặc biệt, giúp họ có lợi thế hơn bà trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tin tức mới nhất về giá vàng của ngày hôm nay Giá vàng hôm nay ngày 25 tháng 3 trên thị trường thế giới được các nhà chuyên môn dự báo ít biến động sau khi chinh phục mức cao kỷ lục trong tuần trước. Giá vàng hiện đang ở mức 2.164 đô la một ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.166 đô la một ounce. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kikko News cho thấy các nhà chuyên môn thị trường có nhiều quan điểm khác nhau, thận trọng về hướng đi của vàng. Trên Kikko, ông James Stanley, chiến lược gia cao cấp tại Forest cho hay ông hy vọng giá vàng tăng cao trước cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang khi Ngân hàng Trung ương dự định bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Ông lưu ý rằng giá vàng vẫn cao khi Cục Dự trữ Liên bang đưa tín hiệu sẽ giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn tăng cao. Lukman Atunugar, nhà phân tích thị trường cao cấp tại FSTM nhận định dù tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào ngày thứ năm tuần trước, nhưng giá vàng vẫn chậm lại và bị đè nặng bởi đồng đô la. Barry Newsom, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Borchain, dự đoán giá vàng sẽ giảm giá vào tuần này. Đây là tuần thứ ba liên tiếp, ông đưa ra dự báo này. Vụ khủng bố ở Moscow của Nga, tất cả nghi phạm đều là công dân ngoại quốc. Tất cả những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Crocus đều là công dân ngoại quốc, đại diện Bộ Nội vụ Nga Irina cho biết. Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban điều tra Nga tính tới sáng ngày 24 tháng 3, số người chết do vụ tấn công gây ra lên đến 150 người và con số này vẫn có thể còn tăng lên. Telegram và mạng xã hội lan truyền tin tức cho rằng bốn nghi phạm trong vụ tấn công ngày 22 tháng 3 tại Crocus đã bỏ trốn trên chiếc xe hơi Renault Logan và sau đó họ bị bắt giữ tại vùng Bryansk, đều là công dân Nga. Điều này không đúng với thực tế. Tất cả đều là công dân ngoại quốc, bà Irina Volk đã viết trên Telegram của mình. Tin tức làm rõ của Cục Di trú Bộ Nội vụ Nga kết hợp với FSB kiểm tra căn cứ và tìm hiểu thời gian ở lại trên lãnh thổ của Liên bang Nga, địa chỉ của họ, nơi cư trú cũng như nhiều dữ liệu quan trọng khác. FSB đưa tin vào tối thứ Sáu rằng vụ nổ súng và hỏa hoạn xảy ra trước buổi hòa nhạc tại Krakow City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Moscow. Người đứng đầu phe nước Nga thống nhất Trương ma quốc gia Vladimir Vasiliev cho biết vấn đề về án tử hình sẽ được nghiên cứu. Ông cho biết rằng bây giờ mọi người đặt rất nhiều câu hỏi về án tử hình. Chủ đề này chắc chắn sẽ được nghiên cứu, chuyên nghiệp. Một quyết định được đưa ra đáp ứng mong đợi của chúng ta. Các công tố viên của Nga đã đưa ra cáo buộc khủng bố đối với Dilazon Milojev, 32 tuổi. Họ nói với thẩm phán Timur Vakami rằng nghi phạm đã thừa nhận tội lỗi và phải đối mặt với án chung thân nếu bị kết tội. Tòa án đã chọn đưa ra phán quyết trong phiên sự kính các cảnh quay được công bố cho thấy nghi phạm bị nhốt trong buồn kính tại phòng xử án. Thẩm phán Varami quyết định nghi phạm Miroyev, một người cha bốn con, sẽ bị tạm giam hai tháng trước khi bị xét xử. Nghi phạm thứ hai, Sadarami Raja Balilot cũng đã nhận tội. Người này xuất hiện tại một phiên tòa tại một bên tai băng bó vì bị thương trong quá trình bị bắt. Anh ta cũng sẽ bị giam trong hai tháng để chờ xét xử. Tòa án cũng đã nhận được đơn yêu cầu bắt giữ thêm hai bị cáo là Muhammad Sobi Pazer và Samsidin Fariduni. Hai nghi phạm này cũng đã phải đối mặt với cáo buộc khủng bố và được giao chuyển cho tòa án. Người đàn ông Anh Quốc dùng fentanyl đầu độc hai vợ chồng sau khi lấy được lòng tin, theo dõi cái chết qua điện thoại một nhân viên người Anh kết bạn và làm việc cho một cặp vợ chồng lớn tuổi và đầu độc họ bằng fentanyl, sau đó theo dõi cái chết của họ bằng điện thoại đã bị kết án vào ngày thứ Sáu với mức án 37 năm tù. Việc tuyên án Luke Tewitt, 34 tuổi, được đưa ra hai ngày sau khi anh ta bị kết tội giết người trong cái chết của Stephen và Carol Baxter, 61 tuổi và 64 tuổi, vào tháng 4 năm ngoái tại nhà của họ ở West Mercy cách London 70 dặm về phía đông. Trong phiên tòa kéo dài 6 tuần tại tòa Jamford Crown, các bộ thẩm đoàn cũng nghe nói rằng Dewitt đã tạo ra một bản di chúc giả trên điện thoại của anh ta để bổ nhiệm anh ta làm giám đốc công ty thảm tấm của họ một ngày sau khi anh ta giết họ. Anh ta thậm chí còn theo dõi họ từ xa khi họ chết vì việc pha chế fentanyl chết người của mình. Thẩm phán cũng cho biết Dewitt đã đóng giả là một bác sĩ đến từ Florida và là thành viên của một nhóm giúp đỡ cho tình trạng tuyến giáp Hashimoto mà Carol Baxter mắc bệnh. Mô tả hành động của Dewitt là tàn nhẫn và vô nghĩa. Thẩm phán Nicholas Lavender đã tuyên án chung thân và Dewitt không đủ điều kiện để được ân xá trong ít nhất 37 năm anh ta nói rằng anh ta chắc chắn rằng Dewitt đã chiết xuất fentanyl đã giết chết hai vợ chồng từ những miếng dán ban đầu được kê đơn cho cha anh ta, người đã qua đời vào năm 2021. Rõ ràng có thể điều thúc đẩy bạn là mong muốn kiểm soát người khác, ông nói. Thẩm phán cho biết Dewitt đã pha thức uống mà anh ta đã đưa cho hai vợ chồng vào ngày 7 tháng 4, thứ mà họ lấy vì tin tưởng Dewitt đã chuẩn bị đồ uống được cho là tốt cho sức khỏe của họ. Bị cáo đã dọn dẹp sau đó thẩm phán nói, và sau khi Baxter bất tỉnh, DeWitt đã thực hiện các bước rùng rợn là sử dụng một ứng dụng trên hai điện thoại di động để theo dõi họ khi đã rời khỏi nhà trong một thời gian. DeWitt ngồi trên xe lăn ở bến tàu an ninh dường như không có phản ứng gì khi bản án của anh ta được đọc. Hai vợ chồng được con gái phát hiện đã thiệt mạng hai ngày sau khi bị đầu độc. Con gái của hai vợ chồng, Ellie Baxter, đã nói trước tòa Tôi chưa bao giờ biết đến một nỗi đau tinh thần lại tổn thương về thể xác nhiều đến như vậy. Bên trong tôi như đang bốc cháy, tôi đã hát lên và thét lên. Công tư viên Tracy Erling cho biết vụ sát hại hai vợ chồng của Luke DeWitt diễn ra sau một thời gian làm quen, tạo niềm tin rồi sát hại. Đại sứ Nga tại Mỹ nói, Hoa Kỳ không thông báo cho đại sứ quán Nga tin tức Mỹ có về khủng bố tấn công. Mỹ hứa giúp Nga điều tra vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov nói rằng chính quyền Hoa Kỳ đã không thông báo cho đại sứ quán về tin tức Mỹ có về các cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra ở Moscow. Chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo hay tin nhắn nào trước đó. Chúng tôi có chú ý tới nó nhưng tôi chưa liên lạc với tòa Bạch ốc hay bộ ngoại giao về vấn đề này. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Adrian Watson bảo đảm rằng vào đầu tháng 3, Hoa Kỳ đã chia sẻ với các quan chức Nga tin tức mà Mỹ nhận được về việc chuẩn bị tấn công khủng bố ở Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cùng cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố gần đây ở Moscow, nhấn mạnh rằng lập trường mạnh mẽ của Mỹ chống khủng bố. Chúng tôi lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, đoàn kết với người dân Nga trước sự đau buồn về những người thiệt mạng vì vụ xả súng kinh hoàng này. Hamas nói rằng thêm một con tin Israel chết vì đói và thiếu thuốc tây. Người phát ngôn al qassam của Hamas Abu Obida cho biết vào ngày thứ Bảy rằng một con tin của Israel khác đã chết ở giải Gaza do thiếu lương thực và thuốc men. Trước đây chúng tôi đã cảnh báo các tù nhân của kẻ thù cũng đang phải chịu đựng những điều kiện giống như người dân của chúng tôi đói khát, thiếu lương thực và thuốc men. Vào đầu tháng 3, Hamas tiết lộ rằng 7 tù nhân Israel đã chết do quân đội Israel pháo kích vào dãy Gaza. Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau khi IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Nga. IS tuyên bố nhận trách nhiệm về các mối đe dọa đang đè nặng lên quốc gia. Chúng tôi quyết định nâng tình trạng báo động an ninh lên mức cao nhất, tấn công khẩn cấp. Thủ tướng Pháp Gabriel Otto đã thông báo ngày 24 tháng 3, nhắc đến tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng và vụ khủng bố ở Nga vào tuần trước. Ông Otto ra quyết định sau cuộc họp với Tổng thống Emmanuel Macron và các nhà chức trách an ninh quốc phòng. Pháp có hệ thống cảnh báo khủng bố ba mức độ, mức cao nhất thường được kích hoạt sau một vụ tấn công ở Pháp hoặc ở ngoại quốc, hoặc có mối đe dọa được xem là cận kề. Ở mức này thì chính phủ Pháp được phép khai triển các biện pháp bất thường như gia tăng lực lượng vũ trang, tuần tra những địa điểm công cộng. Pháp đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 từ ngày 26 tháng 7 tới ngày 11 tháng 8. Trong thời gian này có khoảng 2.000 cảnh sát và 35.000 nhân viên an ninh sẽ được khai triển mỗi ngày để bảo đảm an ninh cho Olympic. IS từng tuyên bố nhận trách nhiệm trong một số vụ tấn công khủng bố tại Pháp, trong đó có vụ thảm sát ở nhà hát Paraclan ở Paris năm 2015 khiến cho 130 người thiệt mạng. Giáo sư y khoa đòi từ chức, y tế của Nam Hàn rơi vào đợt khủng hoảng mới. Sự bất đồng kéo dài giữa chính phủ Nam Hàn và nhân viên y tế ngày càng trầm trọng hơn khi các giáo sư trường y thông báo từ chức hàng loạt và cắt giảm thời gian chăm sóc bệnh nhân bắt đầu từ ngày 25 tháng 3. Theo Hội đồng Giáo sư Trường Y Quốc gia Nam Hàn, các giáo sư của các trường y trên toàn quốc gia bắt đầu nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 3, giảm số giờ làm việc mỗi tuần xuống còn 52 tiếng bằng cách điều chỉnh những ca giải phẫu và các phương pháp điều trị khác, theo John Hart ngày 24 tháng 3 cho biết. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các bệnh viện cũng sẽ giảm những dịch vụ y tế dành cho bệnh nhân ngoại trú để tập trung vào những ca bệnh nặng và cấp cứu các giáo sư y khoa kêu gọi chính phủ nam hàn rút lại kế hoạch gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y và tiến tới đàm phán quyết định từ chức và giảm bớt dịch vụ chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi là để bảo đảm phương pháp điều trị an toàn cho bệnh nhân và những người mắc bệnh nghiêm trọng thậm chí sau khi nộp đơn từ chức chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho bệnh nhân cho đến khi đơn từ chức được chấp nhận một người của hội đồng giáo sư trường y quốc gia nam hàn cho biết không chấp nhận thỏa hiệp, chính phủ Nam Hàn tuyên bố sẽ hành động theo luật pháp và nguyên tắc. Đồng thời họ nhấn mạnh rằng kế hoạch tăng chỉ tiêu thêm 2.000 sinh viên y khoa không phải là vấn đề đàm phán. Theo luật y tế của Nam Hàn, các bác sĩ từ chối quay trở lại làm việc có thể phải đối mặt với mức phạt, ngưng công việc tối thiểu là 3 tháng, cũng như bị truy tố. Để giải quyết khủng hoảng y tế trước mắt, chính phủ Nam Hàn có kế hoạch khai triển thêm 240 bác sĩ giải phẫu quân y và bác sĩ y tế công cộng tại các bệnh viện để nâng tổng số nhân viên y tế lên 413 người. Đồng thời, họ cũng đã tìm cách thuê các bác sĩ đã về hưu như một giải pháp nhằm giảm bớt sự hỗn loạn. Theo dữ liệu chính phủ Nhật Bản, quá hạn thị thực, người Việt Nam là đồng nhất. Số lượng công dân ngoại quốc cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục hơn 3 triệu 400.000 người vào năm 2023, theo dữ liệu chính phủ đưa ra ngày thứ Sáu, với thị thực đến vì việc làm và tăng để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Tính tới cuối tháng 12 năm 2023, có 3 triệu 410.992 người ngoại quốc cư trú tại Nhật Bản, tăng 10,9% so với năm ngoái, đánh dấu mức cao kỷ lục trong năm thứ Hai liên tiếp. Dữ liệu cho thấy số lượng công nhân lành nghề được chỉ định đã tăng 59,2% lên khoảng 208.000 người, trong khi những thực tập đi theo chương trình thực tập kỹ thuật của Nhật Bản tăng lên 24,5% lên khoảng 404.000 người, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2019 trước đại dịch. Trong khi đó, thường trú nhân, nhóm lớn nhất tính theo tình trạng cư trú, đứng ở mức khoảng 891.000 người tăng 3,2%, kỹ sư chuyên môn về nhân văn và dịch vụ thế giới bao gồm cả giáo viên ngoại ngữ tăng 16,2% lên khoảng 362.000. Theo quốc tịch thì người Trung Quốc chiếm số lượng cư dân ngoại quốc lớn nhất với khoảng 821.000 người, tiếp theo là người Việt Nam với khoảng 565.000 người và người Nam Hàn là 410.000 người. Tính tới ngày 1 tháng 1 năm 2024, có 79.113 người ngoại quốc ở lại Nhật Bản quá hạn thị thực, tăng 8.622 người so với năm trước. Trong đó, người Việt Nam chiếm nhóm đông nhất với khoảng 15.000 người. Philippines và Trung Quốc đụng độ ở Biển Đông, lo ngại lôi kéo Hoa Kỳ. Giới chức Philippines đưa tin lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu tiếp tế của Philippines vào ngày thứ Bảy 23 tháng 3 trong cuộc đối đầu mới nhất gần bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, làm thủy thủ đoàn bị thương và thuyền của Philippines bị hư hại nặng. Hoa Kỳ và Nhật Bản ngay lập tức ủng hộ Philippines cũng như báo động về hành vi xuất sự của Trung Quốc ngoài khơi bãi cạn Second Thomas, nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đối đầu giữa tàu của Trung Quốc và Philippines trong năm qua. Các cuộc đối đầu triền biên trên biển làm dấy lên lo ngại mọi thứ có thể biến thành một cuộc tranh chấp lớn hơn, có thể làm Trung Quốc và Hoa Kỳ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc xung đột. Hoa Kỳ không đưa ra yêu cầu cho tuyến hải trình. Đây là tuyến vận chuyển thương mại trên thế giới quan trọng nhưng hoa kỳ cũng đã khai triển chiến hạm hải quân và chiến đấu cơ trong hành động mà họ gọi là hoạt động tự do hàng hải điều này bị trung quốc lên án hoa kỳ cũng nhiều lần cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ phải bảo vệ philippines đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của hoa kỳ ở á châu nếu quân lực chiến hạm hoặc là chiến đấu cơ của philippines bị tấn công võ trang kể cả ở biển đông Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ sát cánh cùng đồng minh Philippines và lên án các hành động nguy hiểm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa PRC nhằm chống lại các hoạt động hàng hải hợp pháp của Philippines ở Biển Đông vào ngày 23 tháng 3. Cuộc đụng độ kéo dài 8 tiếng đồng hồ, Philippines cho biết phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Trung Quốc Gan cũng đã nói rằng Philippines đã xâm nhập vào vùng mà ông tuyên bố thuộc lãnh hải của Trung Quốc bất chấp nhiều lần cảnh cáo lực lượng tuần duyên của Trung Quốc thực hiện các hành động hợp pháp nhằm ngăn chặn và trục xuất một cách hợp lý và chuyên nghiệp, ông Ghe nói. Đại sứ Nhật Bản ở Manila Andrew Kazuya nhắc lại mối lo ngại sâu sắc của Nhật Bản về những hành động gây nguy hiểm liên tiếp của lực lượng tuần duyên Trung Quốc ở Biển Đông, làm cho người dân Philippines gặp thương tích. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Mã Lai, Đài Loan và Brunei cũng có các yêu cầu trồng chéo trên tuyến đường hàng hải đông đúc và giàu tài nguyên mà Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Bất chấp phán quyết của trọng tài thế giới năm 2016, vốn vô hiệu hóa các yêu sách bành trướng của họ dựa trên cơ sở lịch sử. Tên Việt Nam, nói láo quen biết với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, một người phụ nữ ở Sài Gòn đã lừa hơn 330.000 đô la. Nhờ lời lừa đảo là quen biết với chức tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Sài Gòn mà Nguyễn Phương Thanh, 36 tuổi, ở quận 10, đã lừa thủ tục đi du học Mỹ, chiếm đoạt tổng cộng 334.671 đô la của nạn nhân. Một tờ báo trong nước vào tháng 3 đã dẫn kết quả điều tra của Công an thành phố cho hay hồi năm 2017, anh G nói với bị can Thanh rằng mình có nhu cầu đi học Mỹ. Thanh đã nổ rằng mình có mối quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ nên có thể giúp anh này được cấp visa du học Mỹ suôn sẻ. Tin lời thì anh G đã về nhà kể cho mẹ là bà TTB về quế nhân này. Sau đó thì bà Bi đã nhiều lần chuyển cho Thanh 4 tỷ rưỡi là 181.671 đô la và 153.000 đô la, tổng cộng tất cả là 334.671 đô la. Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, Thanh không giữ lời mà đã dùng để chi tiêu riêng. Chờ mãi không thấy visa, mẹ con của bà B làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thanh dẫn đến vụ bắt giữ. Khi bị công an điều tra thì Thanh đã có thái độ không hợp tác, quanh co đối phó rồi tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành. Theo lời của công an thì sự thật Nguyễn Phương Thanh không có mối quen biết với các giới chức của Tổng lĩnh sự quán Hoa Kỳ cũng như không có thể làm các thủ tục du học Mỹ như lời hứa hẹn với nạn nhân. Ngoài việc bắt giữ và khởi tố Thanh, công an còn cho biết là họ đang điều tra một số người thân của bà này về việc che giấu và sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai cháu Loan và Lộc. Nhờ hai cháu tìm giúp chú một người em gái tên là Liên Hoa, có mẹ tên là Huệ. Sau năm 1975, Liên Hoa đi qua Mỹ theo diện di tản. Lúc trước, mẹ của Liên Hoa cư ngụ tại thành phố Biên Hòa chung với anh chị ba, địa chỉ là 204 quốc lộ 1 thành phố Biên Hòa. Nếu Liên Hoa nhận được tin này, xin em vui lòng liên lạc số điện thoại 503 576 9304. Anh chị Duy chờ tin em. Cảm ơn hai cháu Loan Lộc. Bảo Lộc xin được nhắc lại, anh chị Duy muốn tìm Liên Hoa, có mẹ tên là Huệ. Sau năm 1975, Liên Hoa qua Mỹ theo diện di tản. Lúc trước, mẹ của Liên Hoa sống chung với anh chị ba, địa chỉ là 204 quốc lộ 1, thành phố Biên Hòa. Nếu Liên Hoa nhận được tin này, xin em hãy vui lòng liên lạc số điện thoại 503 576 9304. Anh chị Duy chờ tin em. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ kính thưa quý vị, quý vị muốn tìm người thân bạn bè xin hãy email cho Loan Lộc qua địa chỉ email hồngloanbảolộc.gmail.com hoàn toàn miễn phí nha quý vị rồi ngày hôm nay uh, loan uh, cô gái thiên thanh muốn uh, nghe gì vui vui một màu xanh hy vọng đúng rồi tại sao mà tự gọi là màu á thiên thanh nghe thơ ngày nào màu xanh đẹp phải màu thiên thanh không thì thiên thanh là màu trời thiên thanh thiên thanh là màu xanh da trời. trời à Thì gọi là màu á thiên thanh nghe thơ ngày nào thơ chìm đắng chìm đắm trong mưa Mưa, mưa bay rơi giặt dạo như rơi giặc dạo. lọc đọc có sai chút xíu quý vị thông cảm nha <laughs> rồi sao không muốn gì đây lấy hên đầu tuần đi bảo lộc cái chuyện vui hả rồi có câu chuyện vui nho nhỏ người chồng đi làm về nói với vợ em ơi em tối nay á anh mời thằng bạn thân tới nhà mình ăn tối cô vợ mới trợn mắt nhìn ông chồng nói anh anh thấy nhà cửa bề bộn không chưa có dọn dẹp gì hết một đống chén chưa rửa một đống đồ chưa giặt thời gian đâu mà đi chợ mà đòi mời bạn tới ăn tối anh biết rồi anh biết nên anh mới mời nó tới anh biết rồi mà anh mời nó tới là làm sao tại vì nó nói với anh là nó muốn lấy vợ tới cho chứng kiến à Tùy đó đưa ra vậy đó quyết định là tùy bạn thấy trước mắt đi rồi tự quyết định tôi không hề đưa ra một cái lời khuyên nào hết anh chính là người tự quyết định tương lai của anh giận lắm giận chứ giận tại vì hồi đó không ai ừ. giận cho tôi thấy cái vụ này hết coi như là coi như là giúp đỡ cho bạn đó ừ đúng không <laughs> giận hả bà lộc ha đâu có giận lộc mừng <laughs> lộc mừng là không có giận đâu dám nói gì đâu Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.